Vâng, xin chào anh chị, lại quay trở lại với cả tiết mục so sánh giữa Easymic và Vibromic. Thì hôm bây giờ tôi đang sử dụng là cái tính của điện con mic Vibro để tôi có thể làm video, để tôi có so sánh cho anh chị em về cái chất âm. Thì bây giờ tất cả chúng ta đều bán hàng qua video, bán hàng qua cảm xúc đúng không? Thì con mic Vibro này có đi kèm là một bộ hộp sạc. Nếu mà anh chị không thích hộp sạc thì có thể mua với cả mua cái bộ đơn hoặc cả bộ đôi mà không có hộp sạc thì giá sẽ rẻ hơn. Và cái thứ hai là trên hộp sạc nó cũng sẽ hiển thị phần trăm pin ở cái màn hình chỗ này này. Và khi hết pin chúng ta có thể cắm sạc ở đây. Và khi bộ mic thì rất là nhỏ gọn hơn so với ở DJI đây to cồng kềnh hơn. Và phần trăm pin cũng được hiển thị ở trên màn hình này. Và cái bộ sạc của DJI là sạc được khoảng 2 lần. Và một cái bộ mic con này khi cắm vào người nó có thể lên đến ghi âm liên tục 7 tiếng. Nhưng mà khi hãng Vibro cũng ra một bộ mic đây, trên cục sạc này có cái đốc sạc có thể sạc được 3 lần cho bộ mic con. Và con mic con này có thể khi sạc một lần đây rồi có thể dùng liên tục được 9 tiếng. Và mình đang thử cái bộ Vibro đây. Cái chất âm nó rất là ổn ở môi trường ồn nhá. Mình đang không sử dụng mic để làm video này. Và vừa rồi là không sử dụng mic và bây giờ mình cắm mic trở lại đấy, chị em nghe rõ tiếng không? Thì với cái chất âm con này với giá là 1,1 triệu và tùy theo phiên bản, bên mình có khoảng tầm 7 phiên bản cho các dòng điện thoại cũng như là máy tính hay laptop hay MacBook khác nhau, hoặc là có thể cho máy ảnh hay là máy có điện thoại 3,5. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với cả mình chuyển sang con DJI mic để anh em cùng test chất âm của nó nhỉ. Cùng chúng ta là khán giả, chúng ta cứ so sánh. Thì hôm nay mình vẫn là sử dụng cái trò gọi là trò nghịch gu châu đá voi. Thì cái bộ mic này nó chỉ giá 1,1 triệu và so sánh với con mic hơn 8 triệu. Bây giờ mình chuyển sang con mic 8 triệu hơn 8 triệu nhá. Nó về tính năng pin thì không hơn đâu thì mấy. Và về nó chỉ thêm một tính năng ghi âm nữa thôi. Ghi âm 4G lên 8 tiếng. Nhưng mà con này này là con Vibro lại có thêm tính năng là hát karaoke nữa. Bây giờ mình chuyển sang mic DJI nhá. Bây giờ mình đang sử dụng mic DJI đây. Thì anh em thấy tính năng chống ồn nó như nào? Thì nó đắt hơn tận nó đắt con hơn so với Vibro tận 8 lần mà. Nhưng mà lại không có tính năng hát karaoke như con này. Và không được sạc lâu như con này hơn con này. Về giá cả cũng như là có thể hát karaoke được thì tuyệt vời rồi. Con này cái DJI mic thì hiện tại là chỉ được thêm tính năng là ghi âm, nhưng mà thực sự là cái tính năng đấy chúng ta có cần hay không? Với những người mới làm video và những người làm video rồi có cần hay không? Khi làm video chúng ta chỉ cần trước khi làm video chúng ta test khoảng tầm 3 đến 5 giây cái video đấy có âm thanh có ổn không, thì là chúng ta không cần phải ghi âm gì, cho dành cho những nhà đào tạo thực sự chuyên nghiệp. Nhưng mà cái số đấy chỉ rất ít, chỉ đếm đến đầu ngón tay. Đấy. Thì bây giờ mình đang ghi âm và làm video bằng DJI mic. Anh chị em xem video của mình so sánh hai con mic nhá. Và cả hai con mic này đều do bên mình bán và cung cấp hết. Và tất cả đều bảo hành 1 năm chính hãng hết. Lỗi một đổi một trong vòng 1 tuần đầu. Ok. Cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em có những cái trải nghiệm cho khách hàng cũng như có thêm nhiều khách hàng từ những đoạn video.